Cuối cùng cá dính rồi mọi người ơi. Chờ đợi suốt 4 tiếng đồng hồ rồi. Hello mọi người, chào mừng đến với kênh Cowboy Tactics. Hôm nay mình với anh mình sẽ đi câu cá cả đêm luôn, thử thách câu cá cả đêm ở một trong 12 hồ lớn nhất nước Mỹ. Đang dừng ở cây xăng để đổ xăng, mua đồ ăn để chuẩn bị đêm nay đi câu cá. Phong cảnh đồng quê ở Texas. Đang trên đường đi vô hồ đúng không anh? Toàn là đất farm hết. Rừng rú ấy. Rừng rú này rộng bao la bát ngát luôn. Tới nơi rồi, đang gỡ đồ nghề xuống. Đầu tiên là hai anh em sẽ đi câu cá mồi nhé. Kéo cá mồi. Kéo, kéo, kéo. Dụng cụ đồ nghề chuyên nghiệp chưa? Đấy. Ba bốn loại cần luôn. Ghế để câu này. Lưới để kéo cá mồi này. Đây, giới thiệu với mọi người. Một trong 12 hồ lớn nhất nước Mỹ này. Cái này nhìn như là biển ý. Lâu lâu mới được hít khí trời. Sướng quá mọi người ơi. Woo! Hai anh em một mình một bãi câu luôn. Không một bóng người. Xa xa kia là có mấy cái cabin bằng gỗ để cho gia đình thuê cắm trại ngủ qua đêm. Nhưng mà đêm nay hai anh em mình sẽ dựng lều ngủ ở bên ngoài trời luôn, cho nó thiên nhiên. Ra đây thấy quá thoáng. Ở trong thành phố lâu quá ngột ngạt rồi. Anh mình đang răng lưới để bắt cá mồi. Lát nữa đêm sẽ lấy cá mồi này để câu. Liệu có nhiều cá mồi không anh? Bây giờ đang là 7 giờ tối mà trời vẫn còn nắng quá. Ù, nước sâu ra phết nhỉ. Lát nữa mặt trời lặn, ngắm hoàng hôn chắc là đẹp lắm. Quay được nhiều cá không anh? Đấy, anh quay được ra bao nhiêu cá này. Cá nhảy anh tách này. Cá này là để câu cá mồi. Cá cơm. Cá này mà mình có dầu mình chiên lên ăn ngon lắm đây này. Chiên giòn lên ăn ngon lắm. Nhiều chưa? Mới có lần đầu thả lưới được từng này rồi này. Đấy.
Quá trời cá luôn. Thế này tha hồ mà câu còn gì nữa. Sai rồi. Đó là cái cơm này. Được hòa mình vào thiên nhiên đã quá mọi người ạ. Sung sướng như một đứa trẻ. Thực sự phong cảnh rất là đẹp và yên bình này. Mà chỉ cách trung tâm thành phố có khoảng 2 tiếng lái xe. Như mình như được lạc vào một thế giới khác luôn ấy. Kế hoạch của hai anh em mình là đầu tiên là đi câu cá mồi. Thì đã câu được cả một xô cá mồi rồi. Bây giờ sẽ đi kiếm củi để tối nay nướng thịt ăn. Rồi sẽ đi câu cả đêm, ngủ ở bên ngoài hồ luôn. Đấy, đang cầm cái cưa tay đi để vào sâu trong rừng à. Để kiếm xem có chút củi. Mình sẽ cưa để mình lấy củi để tối nay mình nướng thịt. Mấy cả đuổi đi mấy cái con muỗi. Thi thoảng có lợn rừng nó tấn công mình ấy. Nó thấy lửa nó cũng sợ. Dây gai này. Nó đâm vào chân chảy máu chân luôn ấy. Chắc là cưa mấy cây đổ này mới được nhiều gỗ rồi. Sao không anh? Đây là lắm cây dây gai này thế nhỉ? Đi cẩn thận nha. Xước hết chân luôn. Đây có mấy cây. Cây này chắc ok đấy. Chuẩn bị thả cần đầu tiên. Nóng quá. Tắm luôn cho nó mát. Tắm tốt chứ, hồ này rộng như này. Mặt trời đang lặn này. Xa xa kia có đàn chim trắng nó bay, anh Dương nhìn thấy không? Đẹp nhỉ. Lúc mà có cá nó vô là chim nó tới rồi. Ok, bắt đầu ra thả cần. Nhìn vậy thôi mà thả ra xa được, xa lắm đấy. Anh lội cho đến ngập bụng, sau đó mới bắt đầu quăng cần. Đấy, chuẩn bị quăng này. Những người câu cá đây là khoảnh khắc mà họ thích nhất. Niềm đam mê của họ là được quăng cần như này. Đúng không anh? Cái khoảnh khắc mà mình được quăng cái cần là khoảnh khắc mà tuyệt vời nhất luôn. Sướng nhất là lúc kéo cá.
Cái này quăng khoảng được bao nhiêu mét anh? Xa phết đấy nhỉ. Đấy, quăng xong là sẽ cắm ở đây. Sẽ quăng cả ba cái cần luôn. Chuyên nghiệp không? Có cả găng tay luôn nhá. Có cả bao tay để quăng cần cho nó được chuẩn luôn. Đống cá mồi này có mặc câu đến mấy ngày không hết nhỉ? Câu cá mồi này nó ăn hơn câu cá giả anh? Ăn thật nó nhạn, nhưng mà cũng tùy, có lúc cá nó ăn nổi, có lúc cá nó ăn xỉ, có lúc câu rê nó ăn. Đến chiều sóng lớn quá trời. Đây là khoảnh khắc relax của hai anh em sau một hồi vật lộn với cả đống củi với cả ba chiếc cần. Trong thành phố làm sao được những cái dây cút như này nhỉ? Ngắm mà mặt trời lặn này quá đẹp. Khung cảnh quá yên bình. Thật sự sau một ngày làm việc mệt mỏi, mình mà được đến đây là xả stress hết mọi người ạ. Cứ xả stress hết lớn ở đây, hết âm lên chẳng ai nghe thấy luôn. Muốn làm gì ở đây cũng được luôn ấy. Mặt trời sắp lặn rồi. Mặt trời đã lặn hẳn rồi mọi người ạ. Bây giờ là chuẩn bị nhóm lửa. Nhóm lửa nướng thịt. Muỗi quá trời luôn. Phải nhóm lửa để đuổi muỗi đi. Trời bắt đầu tối rồi. Vẫn chưa có con cá nào cắn câu cả này. Ok, lửa đã lên nha. Nhìn đã chưa mọi người? Đúng kiểu hoang dã chưa? Khung cảnh quá tuyệt đẹp. Trời đã tối om rồi. Vẫn chưa có cây cần nào cá cắn câu cả. Mấy tiếng rồi ấy nhỉ? 2 tiếng. 2 tiếng rồi. Câu cá là phải kiên trì mọi người ạ. Cá vẫn chưa cắn câu nhưng mà anh em mình sẽ quyết định thả lưới để bắt thêm một đợt cá mồi nữa này. Không bắt được cá to thì mình bắt cá nhỏ vậy thôi. Cá cơm nhiều lắm. Nhìn thấy nó còn nhảy tanh tách kìa. Hy vọng mẻ này còn nhiều hơn mẻ trước. Cá trò này nhiều lắm. Vô về luôn. Cá nhảy tanh tách này. Nhiều thật luôn ấy.
Me này. Đến giờ nướng thịt rồi mọi người ơi. Mình chuẩn bị hai miếng steak này. Bây giờ sẽ ướp qua rồi nướng thịt thôi. Đói quá rồi. Này. Đơn giản. Đơn giản nhất có thể. Cuộc sống hoang dã mà. Sao mà được như ở nhà. Cá không có nướng thì bây giờ mình nướng thịt. Cá chưa có thì để đem nướng. Bây giờ nướng thịt trước. Này, mọi người thấy miếng steak nó bự chưa này. Đây, đặt lên trên này. Ý, xèo 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 xèo. Này, úi xùa. Bò Mỹ ấy. Bò Texas. Nhìn thịt xèo 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 hấp dẫn không mọi người ơi. Úi dồi ôi. Sống hoang dã như này thì mình sống được cả đời luôn ý chứ. Ngon lắm. Thơm quá. Thơm nức mũi luôn. Mời mọi người ăn steak này. Hơi cháy xém một chút xíu ở những chỗ mỡ mà vẫn rất là ngon nhá. Ok. Thơm lắm mọi người ạ. Này. Có mũi nó bay vào cổ. Trước tiên là cắt những cái chỗ cháy xén ra đã này. Đâu, cái này ăn ngon. Cái chín rồi, ngon lắm. Medium luôn đấy. Medium luôn. Chuẩn medium chưa này mọi người. Với mình ăn steak ăn medium là ngon nhất. Quá đói rồi. Thơm nức mũi. Anh Dương ăn thử xem nhận xét như nào anh Dương. Ngon không? Ngon. Mời mọi người ăn miếng steak này. Ngon. Béo ngậy ngậy thơm quá nhỉ. Ngon lắm. Mềm lắm mọi người ạ. Này. Ngon chưa? Ủa. Ăn cái chỗ nó cháy cháy nó lại bùi bùi ấy nhỉ. Nó mỡ ấy. Mỡ mỡ ăn ngon. Đây anh này. À, đấy. Đây này. Chờ đợi suốt 4 tiếng đồng hồ này. Bây giờ là đang là 12 rưỡi này. Không biết câu được con gì ta. Catfish à. Cầu trời con bự nhá. Đúng là câu cá là phải kiên trì ấy. Mình cả anh mình ngồi đợi 4 tiếng đồng hồ. Phải hơn 4 tiếng đồng hồ mới câu được con cá đầu tiên này. Con này có vẻ nặng ấy nhờ. Vẫn chưa thấy nhờ. Ấy thấy rồi này. Ôi. Bự lắm. Ồ, có chai bờ tất là tất nhiên là có cá rồi. Chai bờ. Này mọi người ơi. Thành quả đầu tiên của hai anh em này. Ấy. Này mọi người ơi. Con này khoảng bao nhiêu pound anh Dương? Tháng mấy,
này nhìn cũng bự ấy chứ. Con này nướng lên chắc ăn cũng ngon phết như này. Bây giờ là 1 giờ đêm rồi. Mình vừa mới nhóm bếp để nướng con cá. Hai anh em vừa bắt được xong. Cá nướng thơm quá luôn. Bây giờ cá nó mới bắt đầu đang cắn câu này. Từ nãy giờ thì chuông rung mấy lần rồi mà chưa, nó chưa đớp hẳn con mồi ấy, cho nên vẫn chưa câu được. 1 giờ sáng. Ui mùi cá nướng thơm quá mọi người ạ. Đúng rồi. Không ngủ rớt rồi. Ôi man. Nhà. Ủa mấy quả quá. Ủa nhà. Tiếc quá nhỉ, vừa rớt mất một con cá rồi, vừa để tuột mất con cá lớn, đang phải ra quăng cần lại. Hy vọng lần này sẽ có nhiều may mắn hơn. Cá chín rồi mọi người ơi, này cá nướng à, ơi không thể tươi hơn. Mình sẽ cạo đi phần da trái này để thưởng thức luôn này. Mời mọi người ăn cá nướng cùng với anh em mình nhá. Đây, lần đầu tiên được ăn cá nướng kiểu như này luôn này. Đấy. Mình cạo đi cái phần da này. Ở bên trong nó là thịt trắng muốt luôn. Mọi người thấy không này? Cái thịt nó trắng phau. Man. Cái thịt của nó rất là ngọt nhá. Này. Mẹ. Quá đã rồi. Quá đã luôn nhỉ. Ăn bốc luôn. Lần đầu tiên trong đời mình được cắn miếng cá mà ngon, tươi như này. Ngon quá. Thơm lắm. Rồi. Rất là ít xương luôn. Thịt nhiều khủng khiếp. Bây giờ là 2 giờ sáng rồi. Đang thâu cần đi về mọi người ạ. Hai anh em quá mệt mỏi rồi. Bị đợt mất mấy con cá lớn. Vẫn đang cố gắng cắm thêm 2 cần nữa này. Nhưng mà mình nghĩ chắc sẽ không được con nào nữa đâu. Chỗ này cũng hơi xa nhà mình ấy. Về đến nhà chắc cũng phải tầm 4:30-5 giờ. Bây giờ dọn dẹp cái đống này. Rồi thì thâu cần vào. Chắc cũng phải tầm mất nửa tiếng ấy. Gần 2:30 rồi mọi người ạ. Mới lên được xe. Vừa mới dọn dẹp xong. Mệt quá rồi. Xung quanh toàn là rừng này. Tối om như mực luôn. Ok, chuẩn bị let's go trên đường về nhà thôi. Về đến nhà chắc cũng phải 5 giờ nhỉ anh nhỉ? 4 giờ. 4 giờ. Gần 4 giờ sáng rồi mọi người ạ. Cuối cùng anh em mình cũng đã về tới nhà này. Mình có một sự trải nghiệm rất là thú vị. Đặc biệt là lần đầu tiên câu cá. Và ăn cá ngay
khi mà mình câu lên được. Đấy là trải nghiệm lần đầu tiên trong đời mình luôn ấy. Rất là thích. Mình chắc chắn sẽ đi quay thêm những cái video clip câu cá hay như thế này nữa. Ok, nếu mà mọi người yêu thích mình thì cho mình xin một like, một subscribe. Đặc biệt là nhớ nhấn nút ấn chuông để biết thêm được những video mới nhất ra của mình. Bye bye mọi người. Good night.